Đây chính là chiếc Google Pixel 8 Pro vẫn chưa được bán chính thức trên toàn thế giới, nhưng Rương Công Nghệ đã mang nó về đây để làm bài trên tay cho các bạn. Và các bạn biết sao không? Mình đã thử một vài những tính năng hay của nó được giới thiệu trong sự kiện ra mắt vừa rồi. Ví dụ như kiểu là Best Take, nó không dùng được. Magic Eraser, nó cũng không dùng được. Và theo nhân vật Vờ Studio có chia sẻ thêm 4 tính năng hay ho của con Google Pixel 8 Pro này. Bạn nào muốn đọc có thể truy cập đường link bên dưới. Thì cả 4 tính năng đều không thể dùng được ở trên Google Pixel 8 Pro, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Và nó còn cái gì nữa thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong bài trên tay nhanh ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên là hãy like, share và subscribe để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau showtime. Ok, về nguồn gốc của chiếc Google Pixel 8 Pro này thì xin phép với anh em là mình giữ kín nhá. Đó, thì chỉ biết rằng là đây là chiếc máy sẽ được bán sắp tới dành cho mọi người thôi. Nhưng mà hiện tại cái phiên bản mình đang cầm trên tay này nó vẫn chưa có cái phần mềm gọi là tốt nhất. Thì nó vẫn gặp rất là nhiều lỗi. Một vài những cái lỗi thì lát nữa mình chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà hãy cùng nhau ngắm nhìn qua một chút về ngoại hình của chiếc máy này. Về cơ bản thì cái form dáng của nó không khác gì so với con Google Pixel 7 Pro cả. Chúng ta vẫn sẽ có đây là một cái cụm camera lồi lên khá to. Và cái camera này sẽ nằm trong một cái phần viền bảo vệ các bạn nhé. Năm ngoái thì con 7 Pro ấy, cái phần viền này rất là dễ xước. Mình có trên tay cho bạn màu hazel ấy. Nên năm nay thì mình không biết là nó có dễ xước thế không, thì cũng chưa có test thử. Và đây là phiên bản màu đen. Cá nhân mình nghĩ là anh em nào mua nên mua bản màu xanh nó sẽ đẹp hơn nhé. Và mình có cảm giác là con Pixel 8 Pro này nó có vẻ nó dày hơn so với 7 Pro năm ngoái. Tuy nhiên là trọng lượng con này thì rất nhẹ các bạn nhé. Theo như mình tham khảo thông số ở trên trang GSM Arena thì trọng lượng của con Google Pixel 8 Pro nó chỉ là 213g. Trong khi đó iPhone 15 Pro Max là 221g, tức là con này nó còn nhẹ hơn cơ. Đương nhiên là những cái tiêu chuẩn cao cấp, ví dụ như là kháng nước, kháng bụi thì các thứ con này nó đều có nhá. Và kính ở trên cái con Google Pixel 8 Pro này thì cũng là Gorilla Glass Victus 2, khung viền nhôm giống như kiểu là trên con Galaxy S23 Ultra. Điểm khác biệt tiếp theo của con này đó là nó đã có màn hình phẳng chứ không phải là màn hình cong như những thế hệ trước nữa. Nhưng mà đúng ra thì mình thấy là nó không phải phẳng hoàn toàn, mà nó sẽ hơi cong nhẹ ở các cái phần tiếp giáp với cạnh viền, giống như kiểu là con iPhone 15 Pro Max vậy. Thành ra là cái cảm giác vuốt từ hai bên cạnh ấy, hoặc là từ trên xuống từ dưới lên nó rất là thích. Và cái cảm giác cầm của con này thì cực kỳ là giống với con Samsung Galaxy S21 Ultra. Giống cực, kể cả là cái màu này các bạn này, cái màu đen này của nó nhám nhám này cũng giống với con Galaxy S21 Ultra luôn. Và chiếc điện thoại của chúng ta thì vẫn hỗ trợ ở đây đó là một SIM vật lý và một eSIM. Như ban nãy mình đã chia sẻ cho các bạn thì mình đã test một vài những cái tính năng nổi bật trên Google Pixel 8 Pro thì nó vẫn chưa thể hoạt động được, ít nhất ở thời điểm này. Mình nghĩ rằng là vào ngày 12 sắp tới thì khi mà Google họ update phần mềm lên thì con này có thể dùng được bình thường các bạn nhé. Và mức giá hiện tại của con Google Pixel 8 Pro này thì nó là khoảng hơn 27 triệu đồng. Rất là cao cho những đợt hàng mới về. Anh em nào đam mê mua thì mình nghĩ là đợi gần Tết ý, lúc đấy thì giá sẽ ổn hơn, anh em mua sẽ ngon hơn. Còn mình cũng đã thử chụp một vài những bức hình ở trên Google Pixel 8 Pro rồi. Thì đây, mình cũng sẽ so sánh nhanh cho các bạn với ảnh ở trên con iPhone 14 Pro Max. Nhìn chung ý, thì Pixel 8 Pro vẫn giống như những thế hệ tiền nhiệm, đó là đi theo thiên hướng chân thực và nó cân bằng trắng cực kỳ ngon. Nhắc lại cho các bạn là rất rất ngon luôn. Bởi vì mình đã chụp trong một vài những điều kiện, ví dụ từ thiếu sáng cho đến chênh sáng, thì mình thấy là con này cân bằng trắng đều quá tốt và nó không bị vàng khè như kiểu là con iPhone 15 Pro Max. Ví dụ như trong bức hình này mình có chụp mà em Nam thì các bạn thấy rằng là những cái độ tương phản ở trên cái áo của em Nam ấy nó rất là tốt và nó không bị vàng như kiểu là con iPhone 15 Pro Max. Những cái chi tiết ví dụ như kiểu là râu này hay là những cái khuyết điểm ở trên khuôn mặt đều được Google Pixel 8 Pro tái tạo lại được cực kỳ tuyệt vời. Hay là một bức ảnh khác đi, mình chụp em Long thì các bạn thấy là bức này nó có rất nhiều màu đen đúng không? Khi mà chuyển sang đến cái bức này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái áo ở trên con iPhone 15 Pro Max nó sẽ sáng hơn. Còn Google Pixel 8 Pro ấy nó giữ y nguyên như vậy. Đó, cái màu đen thì nó cho nguyên là màu đen luôn. Trong khi đó những cái chi tiết khác ấy thì con Pixel 8 Pro này vẫn tái tạo được quá tuyệt vời. Và cái sự hay ho ở đây đó là khi mà mình chuyển sang chụp vào cái điều kiện gọi là ánh sáng phức tạp thì con Pixel 8 Pro này vẫn có thể cân bằng trắng lại được các bạn nha. Và nó đánh được đúng cái màu áo của bạn Minh chứ nó không phải là nó bị ngả sang cái màu vàng quá như là con iPhone 15 Pro Max. Tuy nhiên là cái camera của con Google Pixel 8 Pro này nó đang gặp một cái tình trạng là nó không ổn định và có rất nhiều chức năng mình không thể truy cập được. Hoặc là như ở đây mình có lướt qua lướt lại một vài những cái chức năng quay chụp thôi này các bạn này, là nó cũng có thể là bị ao cái app này ra rồi. Nói chung ý, là con này vào thời gian đầu nó dùng thì còn rất là nhiều lỗi, thì mình khuyên anh em là đợi một thời gian nữa mua nó vẫn sẽ là tốt hơn. Hoặc trong một trường hợp khác, khi mà chúng ta vuốt qua vuốt lại giữa các chức năng của camera thì sẽ xảy ra trường hợp là đây, ống kính nó tối thui như này luôn, không biết kiểu gì. Và mình update phần mềm lên tối đa rồi nhá, con này đang chạy Android 14 các bạn ạ. Năm nay thì Google cũng trang bị cho cái chiếc máy này khả năng zoom quang 5x. Và các bạn nhìn đi, 4 tiêu cự của con Google Pixel 8 Pro này nó y hệt như là trên con iPhone 15 Pro Max luôn, 0.5, 1, 2 và 5. Tuy nhiên ý là cái khả năng mà mượt mà khi mà chuyển cam chắc chắn không ăn được iPhone rồi.
Bên cạnh đó thì cái khả năng cân bằng trắng của nó mặc dù là nó tốt nhưng mà không phải 100% những bức ảnh mình chụp đều phải như vậy. Ví dụ như ở đây nhá, mình có chụp cái con chuột của mình. Mình chụp liên tiếp hai lần như nhau nhá, mà một lần thì nó ra cân bằng trắng kiểu nó hơi cam cam như này. Còn một lần thì nó lại ra màu đỏ đúng như là cái màu mắt mình nhìn thấy. Thì mình nghĩ rằng là anh em phải đợi một thời gian nữa dùng con này nó mới ngon được. Và bây giờ giá vừa cao mà còn nhiều lỗi nữa thì dùng nó chưa thực sự là tốt lắm đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một vài những điểm sáng khác ở trên Google Pixel 8 Pro. Đầu tiên là về cái màn hình thì ban nãy mình chưa nói hết. Con này nó có cái độ sáng màn hình đã cải thiện vượt trội so với những thế hệ trước. Khi mà xem các video HDR trên màn hình của Google Pixel 8 Pro thì chúng ta sẽ có mức độ sáng là 1600 nit. Còn nếu như mà ra ngoài trời nắng ấy, thì tối đa sẽ lên đến là 2400 nit, tức là còn cao hơn cả iPhone 15 Pro Max. Kích thước màn hình của nó là 6,7 inch, tương đương với con iPhone 15 Pro Max thôi. Tuy nhiên là cái màn hình này được làm gọn đi một chút về cái phần bề rộng, thành ra là các bạn sẽ nhìn nó hơi dài. Chứ còn kích thước con này thì hoàn toàn là tương đương với con iPhone 15 Pro Max các bạn nhé. Và có một cái khác nữa so với phiên bản Pixel 8 các bạn nhé. Bản Pro này thì sẽ có cái độ phân giải tối đa là 1344 x 2992. Và theo như một vài thông tin mình tham khảo được thì cái độ phân giải này nó khá là lỡ cỡ. Tức là nó sẽ nằm ở giữa khoảng 1,5K và 2K các bạn ạ. Đấy, nó sẽ như này. Đó, và cái tỷ lệ màn hình này cũng là 20:9. Nó sẽ dài hơn một tí so với con iPhone 15 Pro Max. Được chưa? À, tần số quét vẫn là 120Hz rồi. Và cái phiên bản mình đang cầm ở đây là 12GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Mặc định tất cả các phiên bản Google Pixel 8 Pro năm nay đều là 12GB RAM các bạn nhé. Nó chỉ khác về cái phần dung lượng lưu trữ thôi. Thì cái bản này là 128GB này. Năm nay thì Google cũng đã giới thiệu cho chúng ta thế hệ tiếp theo là con Tensor G3. Cái con chip này thì mình chưa có cơ hội được test nhiều vì mình dùng cái máy này đúng một đêm thôi, sáng sau phải trả luôn rồi. Mà lại còn cho anh Khôi quay nữa. Đấy. Và mình dùng một thời gian ấy thì thấy là máy ấm lên nhẹ nhẹ, nó không quá nóng đâu nhưng mà có ấm lên nhá, ấm lên khá nhanh. Và tiện thể nhắc đến phần nhiệt độ thì đây, chức năng nhiệt kế của Google Pixel 8 Pro là nó dùng được các bạn ạ. Nó có thể dùng để đo nhiệt độ của những cái vật thể, ví dụ như là người hay là quần áo, giày dép của chúng ta. Và đây, cái cảm biến nó thì sẽ nằm ngay bên dưới cái đèn flash LED các bạn nhá. Đó, ngay vị trí này. Nhưng mà cái cảm biến này là mình thấy là nó có vẻ nó không đúng lắm đâu các bạn nhá. Làm gì có chuyện thằng Long mà nó như kiểu như cái sát kết trôi này. Đây này. Có 29,8 độ thôi lắm. Lừa thật đấy, chắc là phần mềm chưa update nhỉ. Đó, về cái độ chính xác thì mình chưa dám khẳng định đấy, nhưng mà tạm thời nó vẫn đo được bình thường như thế các bạn nhá, không bị lỗi như các chức năng khác. Và mọi người cũng có thể thay đổi được là độ C hay độ F. Còn về phần pin của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có viên pin là 5050 mAh. Và sạc thì cực kỳ là cùi, chỉ là 30W mà thôi. Nhưng mà nó vẫn nhanh hơn là iPhone 15 Pro Max các bạn nhé. Nó cũng có luôn là sạc không dây là 23W và có cả sạc ngược không dây. Nhưng mà công suất là bao nhiêu thì mình cũng không biết. Nói chung ý, đây là một cái chiếc Google Pixel 8 Pro trước cái thời điểm mà được mở bán. Thành ra là có rất nhiều chức năng nó bị hạn chế. Và các bạn có thể subscribe kênh Rung Công Nghệ cũng như là kênh Vật Vờ Studio và cả kênh Khôi Ngọng nữa. Thì sắp tới nếu như mà bọn mình mượn được những chiếc máy chạy phần mềm chính thức ý, thì bọn mình sẽ làm những video so sánh cho các bạn. Thì hy vọng là lúc đấy các cái chức năng của nó sẽ đầy đủ hơn. Còn bây giờ ấy thì con máy này nó chỉ có những cái như vậy thôi. Đấy, thì trên tay nhanh cho các bạn như thế. Vậy thì các bạn nghĩ sao về con Google Pixel 8 Pro này và cái ngoại hình của nó hay là những cái nâng cấp gì của nó khiến cho các bạn mong chờ nhất? Thì hãy cho mình biết một cách là comment phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.